Xin chào các bạn nhé, rất vui là các bạn đã quay trở lại với kênh Trên Hải Phòng. Thì hôm nay thì Trên Hải Phòng mới nhận được một cái tài liệu liên quan đến cái khu đổi rồng của Đồ Sơn. Tuy nhiên là cái tài liệu này có một phần rất là hay, đó là chia sẻ về nhận định về cái thị trường bất động sản Hải Phòng. Thì Trên Hải Phòng thấy rất là hay nên là Trên Hải Phòng muốn chia sẻ với các bạn về cái tình hình bất động sản của Hải Phòng. Thì trong cái tài liệu mà Trên Hải Phòng nhận được ấy thì bao gồm ba cái nội dung: một là tổng quan về thành phố Hải Phòng, hai là bức tranh về thị trường bất động sản Hải Phòng và xu hướng của bất động sản Đồ Sơn. Thì đây là tài liệu mà để training đào tạo cho các cái sàn bất động sản về dự án bất động sản Đồ Sơn là cái dự án đổi rồng ấy. Thì cái tài liệu này khá là hay thì muốn chia sẻ với mọi người nhé. Thì đầu tiên là muốn chia sẻ với mọi người cái tổng quan về thành phố Hải Phòng. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy cái bức tranh tổng quan về thành phố Hải Phòng. Có thể là rất nhiều bạn chúng ta sống ở Hải Phòng nhưng mà chúng ta lại không biết những cái thông tin này. Thì thứ nhất là Hải Phòng là một trong những cái thành phố trực thuộc Trung ương, một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương, và là một trong ba tam giác phát triển của miền Bắc, bao gồm là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Cái đơn vị hành chính thì Hải Phòng bao gồm 7 cái quận nội thành là Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn và Dương Kinh. 6 huyện ngoại thành là An Dương này, An Lão này, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, và hai huyện đảo đó là Cát Hải, bao gồm Cát Hải và Cát Bà, và huyện đảo Bạch Long Vĩ. Về diện tích thì mọi người có thể nhìn thấy là diện tích bề mặt đất liền của Hải Phòng ấy là 1.522,5 km², còn bờ biển thì dài 125 km, khá là dài các bạn ạ. Hải Phòng là một trong những cái thành phố mà có bờ biển dài và cái hệ thống đê điều biển cũng đứng thứ hai của Việt Nam, chỉ sau Thanh Hóa thôi. Dân số thì hiện nay theo ước tính là hơn 2 triệu người, chính xác là 2.053.493 người, và dân số ở thành thị thì chiếm 46%, còn dân ở nông thôn thì chiếm 54%. Nói chung là mặc dù là thành phố trực thuộc Trung ương nhưng mà tỷ lệ dân số sống ở nông thôn thì vẫn cao hơn. Về kinh tế thì mọi người có thể nhìn lên trên bảng đây. Thì năm 2020 ấy, thì GDP của Hải Phòng thì đứng thứ 6 là 276,6 nghìn tỷ đồng. Chúng ta đứng sau Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là nhiều. Đó. GDP Hải Phòng năm 2020 thì đạt 5.863 đô la trên đầu người. Nói chung là gấp 1,6 lần GDP của cả nước này, các bạn thấy khủng khiếp không? Khủng khiếp đấy, đúng không? Tổng GDP tổng GDP quý 1 năm 2021 thì đạt 13% so với cùng kỳ. Các cái nhóm ngành vẫn được đạt cái mức tăng trưởng khá là cao. Các ngành chủ đạo như là công nghiệp xây dựng tăng 17,9%, nhóm ngành dịch vụ là 9,7%, và các cái nhóm ngành liên quan đến nông lâm thủy sản là 1,27%. Đó, và các bạn có thể nhìn thấy trên cái biểu đồ đây. Đây là GDP các năm theo giá so sánh ấy. Đó. Thì cái cơ cấu về kinh tế của thành phố Hải Phòng thì các bạn nhìn thấy là nông lâm nghiệp chiếm 5%, đúng không ạ? Công nghiệp và xây dựng thì rất là lớn ở Hải Phòng, chiếm 50%. Các khối ngành dịch vụ là 39%, trong đó thì thuế và các sản phẩm khác là chiếm 6%. Đó, thì các bạn có thể thấy là chúng ta đang phát triển công nghiệp và xây dựng khá là mạnh, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng. Đấy, và hạ tầng giao thông thì khá là hiện đại và đồng bộ. Đấy, từ thành phố Hải Phòng thì chúng ta đi Cát Hải ấy, thì chúng ta qua cầu Đình Vũ Cát Hải thì mất khoảng 5 phút thôi. Đấy, từ Đình Vũ mà đi Hạ Long thì mất 30 phút qua cầu Bạch Đằng. Và từ Hải Phòng đi Hà Nội thì chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ qua cái cao tốc Hà Nội Hải Phòng thôi. Đấy, chúng ta có đường bộ này, đường sắt này, chúng ta có đường thủy, cảng biển, đúng không ạ? Và cửa ngõ cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Đấy là hạ tầng giao thông. Hệ thống đường thủy Hải Phòng ấy thì có thể nói là phát triển nhất cái miền Bắc này, với 49 cảng biển. Và cảng Hải Phòng là một trong cái cảng lớn nhất miền Bắc và lớn thứ hai Việt Nam sau cảng Sài Gòn. Cảng Hải Phòng thì có thể đón được cái tàu có tải trọng lên đến 130.000 tấn, và nó là một trong những cái huyết mạch để xuất khẩu của miền Bắc. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy trên biểu đồ là cái cảng Hải Phòng nó kéo ra hay như thế này. Đấy, nó được kéo dài từ cảng Hoàng Diệu, Nam Hải, Green Post, Hải An, PTSC, Đình Vũ, rồi Nam Hải Đình Vũ, đấy, một dải này và kéo dài. Đấy.
Chúng ta có đến 49 cảng biển nhé các bạn nhé, chứ không phải là chỉ có một duy nhất một cảng biển đâu. Trong đó thì cảng Hải Phòng là cảng lớn nhất đó, các bạn nhớ điều đấy, cái con số này nó khá là mới lạ với các bạn đúng không? Về mặt công nghiệp Hải Phòng ấy thì chúng ta thấy là lũy kế đến năm 2020 thì các cái khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố đã thu hút được 567 dự án trong và ngoài nước. Thì trong đó thì có 400 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là vốn FDI ấy, với tổng vốn đầu tư trên 16 tỷ đô. 167 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài có tổng vốn đầu tư xấp xỉ là 146.000 tỷ đồng. Khu vực công nghiệp, khu vực kinh tế thì chiếm gần như là 80% giá trị sản xuất công nghiệp. Khu vực công nghiệp, khu kinh tế đã chiếm gần 70% kim ngạch xuất khẩu của thành phố Hải Phòng và đã tạo ra khoảng 160.000 công ăn việc làm cho các khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong đó thì có khoảng 4.500 người nước ngoài đang sinh hoạt và lao động tại Hải Phòng. Còn đây là cái giá trị sản xuất công nghiệp tăng dần theo thời gian từ năm 2017, 2018, 2019, 2020. Và năm 2020 chúng ta đã đạt 460,116.000 tỷ đồng. Đó, đấy là giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020, rất là kinh khủng. Về mặt du lịch thì chúng ta cũng có rất nhiều những thế mạnh về mặt du lịch. Mặc dù là trong 2 năm vừa qua thì chúng ta đã chịu cái ảnh hưởng của đại dịch Covid, nhưng mà doanh thu về du lịch cũng không phải là kém, quá kém đúng không? Thì đây là cái số liệu năm 2019. Thì năm 2019 thì chúng ta có cái doanh thu là 3.500 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018. Đấy, cái biểu đồ đây, khách du lịch doanh thu 1.000 tỷ đây. Đó. Thì một số điểm qua một số những cái khu du lịch nổi tiếng của Hải Phòng về biển, đó là đảo Cát Bà, Đồ Sơn. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy rất là tuyệt vời. Về du lịch văn hóa tâm linh thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái khu di tích văn hóa tâm linh khá là nổi tiếng. Ví dụ như là Vương Triều Mạc này, rồi Đền Bạt Đế, Tháp Tường Long, Đền Cố Chín, rồi Dinh Bảo Đại ở khu Đồ Sơn. Về mặt lễ hội thì Hải Phòng chúng ta là có rất nhiều lễ hội mang đậm cái bản sắc văn hóa Việt Nam. Ví dụ như là du lịch Biển Gọi, rồi hội Chợ Châu Đồ Sơn, lễ hội Đền Dư Hàng, lễ hội Đền Phò Mã, Núi Đèo, Thủy Nguyên, rồi lễ hội Đền An Lư. Nói chung là khá là nhiều lễ hội, nhưng mà do dịch Covid nên là trong những năm vừa qua là tất cả các cái chương trình lễ hội thì chúng ta đều bị tạm dừng. Đó. Còn về mặt các cái lễ hội do thành phố tổ chức thì các bạn có thể thấy là lễ hội Hoa Phượng Đỏ này, hội vật là Kim Sơn này, lễ hội đua thuyền rồng này, lễ hội làng cá này, lễ hội núi voi này. Đó, rồi rất nhiều lễ hội Minh Thề, đấy rất nhiều lễ hội này. Không biết là năm nay 2022 thì cái dịch Covid nó có hết không để chúng ta còn có thể tham gia được những cái lễ hội này. Về ẩm thực thì các bạn nhìn thấy trên màn hình có rất nhiều những món ngon, như tôi kể điểm sơ sơ đúng không, là chúng ta là thành phố biển nên là chúng ta có rất nhiều các món hải sản ngon, rồi bánh đa cua, bánh mì cay, bánh mì que, rồi bún cá, đấy, rất nhiều. Đấy, các bạn có thể thưởng thức. Thứ hai là chúng ta sẽ chia sẻ một số những cái thông tin liên quan đến bức tranh bất động sản của Hải Phòng. Đấy, tổng quan thị trường bất động sản Hải Phòng thì thị trường bất động sản Hải Phòng 5 năm gần đây thì đã nhận được rất nhiều các cái sự đầu tư của các cái ông lớn như là Vingroup, rồi là Gelesimco, BRG, Vinaconex, Flamengo, Himlam, Sun Group và một trong những tập đoàn nội địa của Hải Phòng đó là Hoàng Huy. Cái vùng lõi của thành phố, ví dụ như là quận Kiến An, quận Hồng Bàng, quận Lê Chân, với cái sản phẩm bất động sản thì cao cấp thì thường là có mức giá từ 50 đến 160 triệu đồng mét vuông. Các cái khu vực phát triển công nghiệp như huyện Thủy Nguyên, huyện An Dương với các cái khu công nghiệp V-Ship và Tràng Duệ thì các cái sản phẩm đất nền có mức giá từ 20 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Các cái khu phát triển du lịch của Hải Phòng như là quận Đồ Sơn, Cát Bà, Cát Hải thì các sản phẩm về đất nền có giá từ 15 đến 90 triệu một mét vuông. Đó. Tiếp theo là một số những dự án khá là đình đám tại Hải Phòng như trên màn hình các bạn có thể nhìn thấy đấy. Thì chúng ta có Vietfast South City này, rồi Hoàng Huy Môn, Vinhome Marina, Waterfront, làng Việt kiểu quốc tế. Thì đây là những cái dự án, rồi Ion Mall Lê Chân thì đây là những cái dự án mà đã đưa vào hoạt động rồi. Đó. Ngoài ra thì một số những dự án mà khác của Hoàng Huy, ví dụ là về phía Bắc đây là Hoàng Huy Grand Tower, Vinhome Imperia, rồi Hoàng Huy Riverside ở bên bờ sông Tam Bạc. Còn ở phía huyện đảo Cát Bà, một trong những khu du lịch nổi tiếng của Hải Phòng cũng như là cả nước, thì chúng ta có dự án Cát Bà Amatina, rồi Flamengo Cát Bà Beach Resort.
Đấy, rất là nhiều, rất nhiều những cái dự án ở Cát Bà nữa, như là BRG Coastal City này, rồi sân golf của Sun này. Đấy, rất nhiều. Một số những dự án nghỉ dưỡng nổi bật ở trên Việt Nam thì chúng ta có Nova World Phan Thiết, đó các bạn điểm qua đấy, rồi Sun Sầm Sơn, đó các bạn có thể nhìn thấy, đấy, Sun Marina Hạ Long, rồi Flamingo Hải Tiến, đó, Thanh Hóa đây. Tiếp theo là một số những xu hướng về bất động sản của Đồ Sơn chúng ta. Thì, tổng quan về quận Đồ Sơn ấy thì quận Đồ Sơn là một cái bán đảo nhỏ do cái dãy núi Rồng vươn ra biển 5 km với hàng chục các mỏm đồi cao từ 25 đến 130 m. Quận Đồ Sơn thì nằm ở phía đông nam của thành phố Hải Phòng, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 20-22 km về hướng đông nam. Có vị trí phía đông là giáp với vịnh Bắc Bộ, phía tây giáp huyện Kiến Thụy và phía bắc thì giáp quận Dương Kinh. Về diện tích thì Đồ Sơn có diện tích là 42,37 km², gồm 7 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường Ngọc Hải, Vạn Sơn, Vạn Hương, Ngọc Xuyên, Bằng La và Minh Đức, rồi Hợp Đức. Dân số thì theo thống kê năm 2019 thì 102.234 người, mật độ là 1.157 người một km vuông, nói chung là khá thưa so với diện tích tự nhiên khá là lớn. Kinh tế chủ yếu của quận Đồ Sơn thì là dịch vụ chiếm 70%, các dịch vụ liên quan đến du lịch, đánh bắt thủy hải sản và nông nghiệp thì là 23%, công nghiệp và xây dựng là 7%. Nói chung là tiềm năng phát triển thì theo cái kế hoạch quy hoạch năm 2030 thì mục tiêu thực hiện xong các cái dự án quy hoạch về biển này, quy hoạch các khu du lịch sinh thái, quy hoạch chuyên ngành, đó ạ, và đến năm 2045 thì quy hoạch trở thành khu đô thị du lịch biển, nói chung là sẽ cơ bản đạt cái tiêu chí về đô thị đặc biệt. Đấy, thì đây là thực trạng biển Đồ Sơn, thì các bạn nhìn thấy biển Đồ Sơn thì lúc nào cũng đông nghịt vào mùa hè đấy, những hình ảnh mà các bạn đã nhìn thấy đấy. Còn năm 2020 các bạn nhìn thấy biển vắng hoe luôn đúng không, vì dịch Covid. Ngược lại thì phía anh em Hạ Long thì các bạn có thể nhìn thấy cái thực trạng về du lịch Đồ Sơn thì nói chung là khá là đơn điệu và lạc hậu đúng không ạ, các bạn nhìn thấy khá là đơn điệu lạc hậu. Bãi biển thì khá là đục và ô nhiễm, vì Đồ Sơn chúng ta là bao năm nay nước vẫn đục vì chúng ta nằm ở cái luồng chảy ra của các con sông, nên là phù sa nó bồi đắp vào khá là bẩn đục, nói chung là ít, rất là ít khách, khách du lịch quốc tế thì gần như không ai đến Đồ Sơn. Thời tiết thì cả năm thì chúng ta chỉ ăn được 3-4 tháng mùa hè thôi, còn chủ yếu là mùa đông rất là khó khăn. Nói chung thì hiện tại thì thị trường bất động sản Đồ Sơn thì chưa có một cái dự án du lịch nghỉ dưỡng xứng tầm đẳng cấp nào. Đấy, thì nguồn cung về bất động sản thì trong cái thời gian tới thì chưa có thêm nhiều cái sản phẩm. Nói chung tiến độ triển khai của các dự án cạnh tranh khá là chậm. Về nhu cầu thì nhu cầu về bất động sản cao cấp đang rất là khan hiếm tại Đồ Sơn, do tại đây chưa thực sự có cái sản phẩm đẳng cấp. Du lịch biển rất là hạn chế so với các thành phố biển khác, do cái đặc thù nước biển khá là đục và chưa có nhiều dịch vụ khai thác. Khách hàng giới siêu giàu thì đang khao khát thể đẳng cấp và khẳng định mình đối với dòng sản phẩm bất động sản đặc biệt và độc nhất này. Về khả năng hấp thụ thì khả năng hấp thụ sẽ rất là lớn đối với các sản phẩm liền kề, shop house, mini hotel, biệt thự và khai thác dịch vụ. Và có thể nói là thị trường bất động sản Đồ Sơn chưa trưởng thành, nói chung là chưa dậy thì các bạn ạ. Đấy, và đây là hình ảnh của một trong những khu đô thị đang được cái sản phẩm bất động sản đang được mong chờ nhất của Đồ Sơn, không chỉ Đồ Sơn đâu mà của cả Hải Phòng cũng như là miền Bắc, đó chính là khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Đây là tổng quan này, các bạn có thể nhìn thấy tổng quan toàn bộ cái khu du lịch quốc tế Đồi Rồng khi mà nó đã hình hài lên như thế này đây, rất là đẹp rồi. Đấy, thì đến đây thì cái tài liệu về thị trường bất động sản Hải Phòng và cái xu hướng bất động sản của Đồ Sơn thì cũng hết rồi. Trong những cái phần tiếp theo thì sẽ chia sẻ thêm cho các bạn những cái thông tin liên quan đến khu du lịch quốc tế Đồi Rồng này để các bạn hình dung ra được cái dự án này nó xịn sò như nào nhé. Thì đến đây thì xin kết thúc cái video này. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn có thể comment. Và nếu các bạn cần thì tôi sẽ để cái đường link của cái tài liệu này ở dưới phần mô tả để các bạn có thể download về để nghiên cứu thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.